sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của trang web Jack. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời những câu hỏi trong văn bản Cuộc gặp gỡ tình cờ. Xin mời các em đón xem. Nội dung chính của văn bản này là cuộc gặp gỡ tình cờ của Osheki đã giúp nàng thấu hiểu cuộc sống của mình và của những người xung quanh. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi trong phần hướng dẫn đọc. Câu 1. Liệt kê những sự kiện chính của văn bản. Gợi ý trả lời. Các sự kiện chính của văn bản: Osheki bỏ nhà ra đi và nghe lời khuyên của cha mẹ đã quay về nhà. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Osheki và Rokunosuke. Osheki đón xe khác và chào tạm biệt Rokunosuke. Câu số 2. Qua văn bản, bạn nhận thấy thân phận của Osheki và Rokunosuke có gì giống và khác nhau? Dựa vào đâu bạn cảm nhận như vậy? Gợi ý trả lời. Điểm giống và khác nhau giữa thân phận của Osheki và Rokunosuke. Giống nhau, quen biết nhau từ nhỏ, đem lòng yêu mến nhau nhưng phải lấy người khác. Khác nhau, Osheki làm sâu nhà quan, còn Roku trở thành một người phu xe. Câu số 3. Bạn nhận xét gì về tính cách của Osheki và Rokunosuke? Tính cách của Osheki. Osheki là một người phụ nữ dịu dàng, nghe lời cha mẹ nhưng cũng rất dũng cảm. Tính cách của Roku. Roku là một người con trai chung thủy, giàu tình cảm nhưng không dám thổ lộ với Osheki. Câu 4. Theo bạn, văn bản trên được chủ yếu sáng tác theo phong cách nào? Hãy chỉ ra một số biểu hiện của phong cách đó. Gợi ý trả lời. Văn bản trên chủ yếu được sáng tác theo phong cách hiện thực. Về biểu hiện, miêu tả lát cắt trong đời của một người phụ nữ cho thấy tình cảnh chung của nhiều người phụ nữ Nhật Bản thời đó. Câu số 5. Nhận xét về giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mỹ gợi ra từ văn bản. Gợi ý trả lời. Giá trị nhận thức thể hiện ở việc tác phẩm văn học mang đến cho bạn đọc những hiểu biết về tự nhiên, xã hội và về chính bản thân mình, tự nhận thức. Giá trị giáo dục thể hiện ở khả năng hình thành nơi người đọc những phẩm chất đạo đức, có thể thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan. Giá trị thẩm mỹ của tác phẩm văn học thể hiện ở khả năng thỏa mãn nhu cầu về cái đẹp, phát triển năng lực, thị hiếu về cái đẹp cho người đọc. Trên đây là phần cô hướng dẫn cho các em soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản. Hẹn gặp lại các em trong những phần soạn bài sau của trang web Vietjack nhé. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.